Chị tới đây chị quay nhà chị học toán, đây phải có lý do chứ. Chị cũng làm YouTube không? À, cô chú thì chị quay chị có xin phép chị Lan chưa? Chị xin phép đàng hoàng nha, đừng nói không thấy nha. Chị có rồi đúng chị không? Xin phép đàng hoàng. Chị xin phép cô Lan gì nào chị? Chị nói gì có xin phép chị Lan để em gọi ra nha. Thật ra hôm qua chị nói chỉ là có ông anh bên luật sư mà. Luật sư với là chị nói kêu bà bên cho bún bò cho em một ngày ăn mấy lần cũng được. Đó là chị này. Đúng không? Đúng, hôm qua đúng không? Chị này nè. Chứ có luật sư ở đây, luật sư không dọa anh em. Chị lại nói quay chú nữa nè. Nhưng mà chị đó nói còn nói chị đó xin chị Lan rồi kìa. Chứ chị Lan ra coi thấy xin coi chứ. Có chị Lan về nhà không? Nhưng mà chị cũng nắm điện thoại là quay mấy anh em lại hết nha, quay có xong rồi phải bấm bấm gửi đi đó. Có gì đâu. Để là mình không sợ cái gì. Mới nói như thế. Chị nắm em nói sao bằng mà vấn đề là chị quay nhà chị Lan có ý định gì? Vì mục đích gì? Mục đích gì chị nói cho bọn em biết. Đó giống như là tụi em quay là có hỏi chị Lan cho hết rồi tụi em mới quay. Còn chị nói chị có hỏi chị Lan đúng không? Chị nói cho em cái này, chị vào chị tóc mưa, chị kia tóc mưa. Để thắp luôn thì ai thấy thắp cũng được. À, thắp cũng được. Chị xin chị Loan quay về, nói về nhà chị Loan, đây là điều. Nhưng mà chị Loan đang xuống nhà, tí chị nó vào rồi. Chị Lan chưa có ở nhà cái gì chưa, có nhà chưa có nhà thôi chị cầm máy chị quay hôm qua đến giờ rồi vì đám em nói sang mà chị chưa xin phép chị Lan chị nói là hả chị cầm máy chị quay hôm qua đến giờ em nói sai vậy mà chị nói là chị ở chùa chị ăn chay hả chị chị ăn chay hả đúng rồi đó ăn chay sao sáng luôn đó sao sáng chị ăn bánh ướt chị em ăn bánh ướt mà bánh không thì là không phải là chay à? Tính chỗ đó người ta bán bánh mặn mà sao riêng bánh chay được? Em sang em mua bánh chay bao nhiêu được mà, người ta chấm mua bánh không em ăn tự tính được mà. Nhưng mà nó cũng bánh ướt, bánh nước mắm của cô. Vậy. Cùng với nhau nó đâu có gọi là riêng biệt đâu. Ở bên đối diện các bạn này hôm qua là bác kêu là bác lấy luật sư, anh có luật sư mới đem ra bác phụ. Vì em nói một câu là ai cho phép chị quay ở đây thì chị cứ nói nè. Tất nhiên em có hỏi, chị khi chị quay là chị hỏi chị Lan chưa? Không phải. Nhưng mà chị lấy khẩu trang ra đây chị. Chị lấy khẩu trang ra đây. Ủa nhưng mà bọn họ thì sao lại quay bên đây quay thì em mới nói. Ủa chị, thì ai cho chị kia bún bò qua cho qua đây là bên đó là cho chị em một ngày bao nhiêu cũng được, chị thích em bao nhiêu chị ăn cả. Chị có nói đó nha, em có ghi hình nha. Em nói chị nè. Em hỏi chị nói đàng hoàng nha, chứ không phải là không phải, em hỏi là em xem em không thể nói sai như thế được, em hỏi chị là chị bên bún bò về hả? Thế bảo tại sao em biết thế rồi? Em nhìn thấy chị quen. Em chưa nói nghe, em mở camera làm thấy chị luôn á. Bây giờ em vẫn quay chị còn nha. Bỏ luôn. Nhưng mà lúc vừa em hỏi chị bún bò chị nói chị đừng có lên lẹo em đúng được đâu. Có gì đâu, chị nói là bún bò thì sao có nghĩa là kiểu như thắc thức bún bò. Chị hỏi. Đấy, cái lúc đấy chị chưa biết là như thế nào thì chị hỏi. Chị drama này chị nói là cái xin xía mà chị không biết là như thế nào. Không biết thế nào mà tại sao chị đi giống đi quay. Chị không biết là cái xin xía xe đập cho tay thì sao chị quay được. Đúng không? Còn về cái thắc mắc bọn em là cái chị anh của chị bên luật sư làm cái vì là em nói một câu là ai cho phép quay ở đây thì chị nói là nhà chị có luật sư chị hiểu mà em đừng nói câu đấy. Chị nói nghe chứ em chưa nói là chị bên là có anh nhà luật sư chị tới đây chị ghi hình bọn em đang quay chị lấy chị chụp bọn em mà chị gỡ gì đâu chị quay bọn em chị nói là coi cho con chị là con gái mà trong khi đó em coi anh ấy là con trai không mà không bao giờ xuất hiện mặt rồi anh ta nói là cái cô người cô đi quay cứ chỉ là người hợp tác đồng hành thôi rồi nó cũng hai người ai là người đối đúng rồi nó sai cái câu cơ bản nhất á cô cái gì cô là ai cô không nói được thì sao thì với cô sao sao ai tin được cô đúng không. Cô nói là cô đi ăn chay rồi mà không khi đó không nên dối. Ăn chay mà sáng cô em bánh nước mặn. Ăn chay mà biết nói dối lắm hả? Em biết mà. Chú cũng biết là chị ăn bún bò dưới kìa. Đúng không chú? Ở đây là có người có chứng người làm chứng luôn ra mọi người. Có chú này là chú ơi chú không có cãi này nó. Nói sai vậy. Chú nói là cô bên bún bò rõ ràng mọi người. Không đấy, người ta nghĩ là người ta đã thích người ta nói chuyện gì được mà. Đừng cho cãi nhau qua rồi. Sao là biết cô là người ta đang nói không được? Cả nhà nó cả chục.
Đó, cô chú chị trái nhà đó mà chùa qua rồi. Cô này là đó, đó là đúng là nói này cũng bò luôn. Chú này sẽ nghe qua để nói đó. Cô này là bên miếng bò cho mọi người. Đó. Không biết luôn, không hiểu cô luôn. Cô nói cô đi ăn chay, cô ở chân thật thì cũng không nói dối mà không có thể ngồi đây. Mà không có một người con nào mà để cho mẹ đành đoạn mà đi quay cực khổ. Đi quay cực khổ, để tụi con cực khổ lắm. Không ai mà để cho mẹ cực khổ như vậy thì con biết sao, nghĩ sao luôn mẹ nhà. Nói chung là qua nay là mấy anh em là rồi, anh là biết rồi, em còn quá lên tục nãy thấy bấm được cái gì qua điện thoại Zalo á, có cái gì đâu anh em ở đây quay cũng khá là nhiều và nói chuyện qua cái chị Lan luôn, có gì đâu. Thì mấy anh em có hỏi gì cô trả lời rất là ngập ngừng ấp úng ha cô chú anh chị ha. Dạ, tốt. Thì bây giờ cho cô, nãy có chú kia nói là thấy cô ở bên bún bò. Bây giờ cô qua cô nói chuyện với chú bánh nước. Nãy có chú kia nói là ăn bún bò ở bún bò. Thấy luôn, thấy ăn bún bò đỏ luôn. Chú đó chứ mà cô làm vậy á, sao cô quay phim lại cho thả? Con nói có người đi qua mà con bịt mặt mà con lại giết con mà ăn miếng bò. Còn nữa có chú nãy nói kìa. Trời đó là tôi vợ đứng chợ cái quán. Có chú kia nói kìa đó, ăn miếng bò của ảnh á. Đeo khác cho cô, đeo trang là biết rồi. Cô không dám đeo bảo con trang ra mà. À, đâu luôn. Đó, vô nhà chị quá trời. Rồi đóng cửa luôn rồi. Đóng cửa luôn. Tự do đóng cửa luôn rồi. Bên bún bò. Thì hồi nãy có chú kia nói là thấy con bún bò ở bên bún bò của chú anh chị. Chú đó thì tình cờ đi ngang thôi. Còn cô thì nói cô ăn chay. Con trai mà sao bún bò. Bây giờ cô đi vô nhà Hồng Long rồi. Không biết là nấu cái gì cả nhà. Đó. Không biết sao luôn. Chủ việc này không biết sao mà trả lời thì rất là ấp úng. Cả nhà. Mấy anh em hỏi thì trả lời rất là ấp úng ngập ngừng luôn cả nhà ơi. Thì kiểu như cô đi qua bên chú bánh ướt. Đó là sáng cô ăn bánh ướt chay. Rồi cuối cùng là đi vào nhà của Hồng Loan. Rồi không biết nói chuyện gì luôn ở nhà, rồi tiếp tục là không biết như thế nào nữa. Thấy phức tạp quá cả nhà ơi. Mâu thuẫn quá, nhiều mâu thuẫn. Tại vì nếu mà mình quay YouTube thì mình nói mình quay YouTube, mình quay kênh mình là kênh gì thì mình nói kênh gì. Mà cô xuất hiện thì từ hôm qua đến nay trả lời thì cũng không có được rõ ràng cho lắm, rồi mấy anh em muốn hỏi để xác minh rõ ràng xíu cả nhà. Tại vì cũng như là thời điểm này thì cũng rất là nhạy cảm đó cả nhà ha. Thì thấy lạ lạ xuất hiện ở nhà shop Hồng Loan thì nên là mấy anh em cũng muốn hỏi muốn biết cho rõ á cả nhà. Nhưng mà cô thì trả lời chung chung hơi ấp úng, không biết sao nữa. Mình cùng chờ xem kết quả ha cả nhà ha.